Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 16, trang 158-159. Tập đọc Thầy cũng đi bệnh viện. Cụ Uốn làm nghề thầy cúng đã lâu năm. Khắp làng xa bạn gần, nhà nào có người ốm cũng nhờ cụ đến cúng để đuổi tà ma. Nhiều người tôn cụ làm thầy, cấp sách theo học cụ, theo cụ học nghề cúng bái. Vậy mà gần một năm nay, chẳng hiểu cái ma nào làm cho cụ uốn ốm. Bụng cụ đau quặn lắm, lúc tưởng như có con dao cứa mạnh vào từng khúc ruột. Các học trò của cụ đã nhiều lần cúng cho thầy mà bệnh tình không thuyên giảm. Thấy cha ngày càng đau nặng, con trai cụ khẩn khoản xin đưa cụ đi bệnh viện. Anh nói mãi nể lời, cụ mới chịu đi. Bác sĩ bảo cụ bị sỏi thận, phải mổ lấy sỏi ra. Cụ sợ mổ, hơn nữa cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái. Thế là cụ trốn về nhà. Nhưng về đến nhà, cụ lại lên cơn đau quằn quại. Cụ bắt con mời thầy vui, học trò giỏi nhất của cụ, đến cúng trừ ma. Cúng suốt ngày đêm, bệnh vẫn không lui. Sáng hôm sau, bỗng có hai người mặc áo trắng tất tả phi ngựa đến. Hóa ra họ là bác sĩ và y tá bệnh viện đi tìm cụ Uốn. Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, cụ Uốn thấy đỡ. Ngồi bên giường người bệnh, ông bác sĩ ôn tồn giải thích. Gia đình lại đưa cụ lên bệnh viện. Nửa tháng sau, cụ Uốn khỏi bệnh. Về nhà, cụ nói với bà con: từ nay tôi dứt khoát bỏ nghề thầy cúng. Bà con ốm đau nên đi bệnh viện theo nguyện lăng. Thì ở đây có phần giải thích từ thuyên giảm, tức là bệnh có sự giảm nhẹ đỡ bớt. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần trả lời câu hỏi. Câu số 1, cụ Uốn làm nghề gì? Thì các em hãy đọc lại đoạn văn thứ nhất. Cụ Uốn làm nghề thầy cúng đã lâu năm, khắp làng xa bạn gần. Nhà nào có người ốm cũng nhờ cụ đến cúng để đuổi tà ma. Nhiều người tôn cụ làm thầy, cấp sách theo cụ học nghề cúng bái. Thì như vậy các em thấy cụ Uốn ở đây làm nghề là thầy, làm nghề thầy cúng. Thì ở đây cụ làm nghề thầy cúng để là đuổi tà ma cho người bệnh. Thì như vậy câu số 1 các em trả lời ngắn gọn như sau: cụ Uốn làm nghề thầy cúng đuổi tà ma cho người bệnh. Rồi tiếp theo câu số 2, khi mắc bệnh cụ đã tự chữa bằng cách nào? Thì các em hãy đọc cái đoạn văn thứ 2. Vậy mà gần một năm nay, chẳng hiểu cái ma nào làm cho cụ uốn ốm, bụng cụ đau quặn, lắm lúc tưởng như có con dao cứa mạnh vào từng khúc ruột. Các học trò cụ đã nhiều lần cúng cho thầy mà bệnh tình không thuyên giảm. Thì như vậy các em thấy ở đoạn này, khi mắc bệnh cụ đã chữa bệnh bằng cách đó là mời các học trò đến để mà cúng đuổi tà ma cho mình, cho cụ Uốn. Nhưng mà bệnh tình thì không thuyên giảm. Như vậy câu số 2 các em trả lời là khi mắc bệnh cụ đã tự chữa bằng cách là mời học trò đến cúng đuổi tà ma. Rồi tiếp theo câu số 3, vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà? Thì các em hãy đọc cái đoạn văn thứ 4. Bác sĩ bảo cụ bị sỏi thận, phải mổ lấy sỏi ra. Cụ sợ mổ, hơn nữa cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái. Thế là cụ trốn về nhà. Nhưng về đến nhà, cụ lại lên cơn đau quằn quại. Cụ bắt con mời thầy vui, học trò giỏi nhất của cụ đến cúng trừ ma. Cúng suốt ngày đêm, bệnh vẫn không lui. Như vậy thì câu số 3 này các em trả lời là cụ Uốn trốn bệnh viện về nhà bởi vì cụ Uốn sợ mổ và không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái. Rồi tiếp theo câu số 4, nhờ đâu cụ Uốn khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Uốn đã thay đổi cách nghĩ như thế nào.
thì các em hãy đọc đoạn văn cuối cùng. Từ nay tôi dứt khoát bỏ nghề thầy cúng. Bỏ nghề thầy cúng, bà con ốm đau nên đi bệnh viện. Thì ở đây các em thấy thầy cúng ở, cô xin lỗi, cụ uống khỏi bệnh nhờ bệnh viện đã mổ và lấy cái sỏi thận ra. Thì câu nói cuối bài giúp chúng ta hiểu rằng cụ đã tin tưởng chỉ có thầy thuốc là mới chữa được khỏi bệnh. Cái cách nghĩ của cụ đã thay đổi rất nhiều sau cái lần mà đi bệnh viện mổ sỏi thận. Như vậy thì câu số 4 các em trả lời là cụ uống khỏi bệnh nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận ra. Câu nói cuối bài giúp em hiểu rằng cụ tin tưởng chỉ có thầy thuốc mới chữa khỏi bệnh. Cách nghĩ của cụ đã thay đổi rất nhiều sau lần mổ sỏi thận. Qua cái phần cuối cùng là nội dung chính. Thì nội dung chính của bài văn đó là phê phán cách nghĩ mê tín dị đoan, mê tín dị đoan giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh, chỉ có khoa học và bệnh viện mới làm được điều đó. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.